Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con LG G8 bản Hàn nhé. Thì cái bản Hàn ấy nó có 3 camera, còn bản Mỹ nó chỉ có 2 camera thôi. Thì cũng đã rất lâu rồi anh em hay thắc mắc là cái cam cam tele ấy, của con G8 này và con V50 ấy, nó có tác dụng gì không. Đây em sẽ đánh số cho các bác xem nhé, cho các bác khỏi nhầm lẫn. Các bác chờ một chút. Đây, hôm nay sẽ test thử xem nó có tác dụng gì nhé. Thì cái cam số 1 này này, em tính là số 1 nhé, 2 này, 3 này, đấy. Thì cái cam số 1 này này, tính từ cái chỗ đèn led sang nhé, thì đây là cam chính nhé, cam chính luôn ấy. Trong rất nhiều cái tác vụ nó dùng cái cam này. Còn cái cam thứ hai này này là cam góc siêu rộng nhé, góc siêu rộng. Còn cái cam số 3 này này, theo như cái công bố ấy là người ta gọi là cam telephoto, hay còn gọi là cam cam macro góc gần gì đấy, thì tên chính thức nó là telephoto nhé. Thì nhiều bác bảo là cái cam số 3 này này nó chả có tác dụng gì cả. Đấy, thì trước tiên ý là em cũng nghĩ một điều đơn giản là không cái gì mà tự nhiên nó làm thừa ra một cái cam để làm gì cả, tốn bao nhiêu chi phí nó làm thừa để làm gì. Nhưng mà thực tế là rất nhiều anh em test nó không có tác dụng gì cả. Đây thì em hôm nay sẽ test thử xem nó có tác dụng gì nhé. Rồi, mình sẽ vào phần camera. Camera gốc nhé. Đây, em sẽ lấy một cái hình mẫu của thằng cháu em đây. Thì đây, trước tiên ý, là cái góc thường này. Đây, nó có một cái góc thường này này. Thì nó là cái cam số 1 đi nhá. Đây em sẽ che cái cam số 1 lại này. Này. Đây nhá, che cam số 1 rồi nhá. Đấy thì đó, các bác thấy ạ, góc thường này. Thì nó là cái cam số 1. Rồi ok. Bỏ ra thì đây, các bác nhìn thấy luôn. Đấy, tiếp theo là sẽ là góc gọi là góc gần đấy, hay là gọi là góc macro cũng được. Thì em vẫn chơi cam số 1. Đấy, các bác có thể thấy này. Đấy, nó có nó vẫn là cái cam số 1 các bạn. Có nghĩa là cái vừa rồi là góc góc thường đúng không? Bây giờ là góc gần, nó vẫn là cái cam số 1. Đó, tiếp theo em che cái cam số 2 đi nhá. Đó, thì vẫn vẫn thấy hình ảnh. Rồi, tiếp theo nhé, che cam số 3 đi. Đó, vẫn thấy hình ảnh đấy. Cho nên là cái góc thường này này, góc thường đấy nhá, từ đấy góc thường này này và góc gần này này vẫn chỉ là một cam đấy thôi nhá. Đấy, các bác thử test đi, vẫn là như thế. Rồi tiếp theo em sẽ test đến góc siêu rộng, thì nó là cái cam số 2 này. Góc siêu rộng là cam số 2 nhé, che lại. Đấy thì các bác thấy bị mất rồi nhé. Thì cái cam siêu rộng là cam số 2, bỏ ra này. Đó, ok. Đó, thì các bác nhiều khi các bác nghĩ là ô thế cái cam số 3 này nó có tác dụng gì. Đấy thì các bác nghĩ là nó sẽ có tác dụng trong cái chụp chân dung đúng không? Nhưng mà đây em thử này. Đây ví dụ đang ở cam thường này nhá. Chuyển sang chụp chân dung này. Đây các bạn nhìn này, chuyển sang chụp chân dung này. Để đây cho các bạn nhìn rõ tí chân dung này. Đó, các bạn thấy không? Nó có chức năng chân dung rồi nhá. Đang ở cam góc thường nhá. Đó. Thì nếu như mà cái cam số 3 ấy mà nó có tác dụng trong cái chụp chân dung ấy, thì đây em sẽ che lại cái cam số 3 lại nhá. Che rồi nhá, các bạn nhìn nhá, che cam số 3 lại rồi. Đó, các bác thấy nó vẫn có chức năng chụp chân dung, không vấn đề gì cả. Đó, thì các bác nghĩ là cái cam số 3 đấy nó sẽ có chức năng là kiểu là đo độ xa, độ gần giữa cái mảnh với chủ thể, nhưng mà cũng không phải. Cái cam mà đo chủ thể nó là cam số 2 các bạn, nó là cam góc siêu rộng này này. Đấy, đấy khi mà em che này, che cam số 2 rồi đấy. Thì đây, các bác đây nó báo này, đảm bảo ống kính không bị che này. Đấy, các bác thấy không? Thì có nghĩa là đây, các bạn nhìn này. Đấy, thì có nghĩa là cái cam mà để tác dụng mà đo cái độ sâu chẳng hạn, hay gọi là cái độ độ cái này trong 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 nhiếp ảnh em không rõ cho lắm, nhưng mà để đo cái chiều sâu từ cái mảnh đến cái chủ thể ấy, thì nó lại là cái cam số 2 này nhá, cái cam siêu rộng này này. Đây, mở ra phát này, các bác nhìn thấy không? Đấy, nó lại có chức năng chụp chân dung luôn. Và che vào này. Đấy, mất luôn. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Vậy thì trong cái chức năng chụp chân dung ấy thì cái cam số 3 này cũng không có tác dụng gì cả.
Đấy, các bạn thấy không? Cam số 3 này. Cái cam số 3 nhá, trong chức năng chụp chân dung vẫn không có tác dụng gì cả. Vậy thì nó có dụng khi nào? Thì em cũng đã mò mò mãi mãi mãi, kể cả trong cái video này cũng không thấy gì cả. Đấy video này, đấy video nhá. Video thì lại không có, à, trong video này không có góc gần đấy đâu. Chỉ có góc thường và góc siêu rộng thôi. Đó, trong video nhá. AI cam thì cũng chẳng có cái gì cả. Đấy. Đấy, AI cam đây, ví dụ AI cũng có góc gần này thì em tự che cái góc số 3 lại lại. Đấy các bác thấy không? Trong AI cam này che cái góc số 3 lại rồi. Vẫn không thấy gì cả. Đấy. Rồi, tiếp theo nữa là các bác vào phần chỉnh tay. Đấy, chỉnh tay này ấy, thì các bác cũng có chọn được góc thường này. Thì góc thường vẫn là góc số 1 thì thôi. Che đi mất này. Đấy, các bác thấy không? Che đi mất nhá. Tiếp theo là cái góc siêu rộng này thì cũng là cái giữa này thôi. Đó. Rồi tiếp theo là cái góc, à, trong cái chỉnh tay lại không có góc macro các bạn, góc siêu gần ấy. Rồi không có nhá. Thì đây, tiếp theo là ở phần khác này này. Thì cái cảnh bắn trước tiên là cái cảnh ban đêm thì nó đây, cảnh ban đêm này. Các bác che cái đấy. Các bác che cái cam số 3 lại vẫn không có tác dụng gì. Đây, nó vẫn là cái cam số 1 thôi. Đó. Đó. Ok, cam chính này vẫn là cam số 1 này. Đó các bác thấy không? Vẫn là cam số 1 nhé. Đấy. Nãy giờ các bác thấy đấy, test rất nhiều cái chức năng rồi mà cái cam số 3 này này nó hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Đấy, rất là vi diệu đúng không? Thì đây tiếp theo, đến một cái chế độ khác là cái chế độ panorama này này, nhìn các bạn nhìn này. Cái chỗ panorama này. Đấy. Thì đây. Các bạn nhìn kỹ nhá. Ở cái chế độ panorama này này thì trước tiên là cái cam góc thường này thì nó vẫn là cam số 1 thôi. Đó, nó bị mất rồi đúng không? Đấy, em che cam số 1 này mất này. Đó. Tiếp theo. Đây, tiếp theo là góc siêu rộng này thì đương nhiên nó là cam số 2 rồi. Đấy, mất nhá. Rồi, tiếp theo nữa sẽ là cái cam mà góc siêu gần ấy. Đây, hay còn gọi là cái cam macro cũng được. Đây, các bác có thể thấy cái biểu tượng to đùng này. Thì đây, em sẽ dán cái cam số 3 lại. Đây nha, các bác nhìn nhá, nhìn kỹ nhá. Đấy, dán cái cam số 3 lại rồi. Đấy, đó, các bác thấy không? Đấy, thì khi này ấy, cái cam số 3 nó mới có tác dụng nhá. Đấy, các bác có thể thấy này. Em không biết tại sao nhưng mà chỉ trong mỗi cái chế độ panorama này này, cái cam số 3 này mới có tác dụng. Đó. Mở ra này. Đấy, lại có luôn này. Đấy các bác thấy không? Cái cam số 1 này vẫn có đúng không? Đấy. Thì em cũng thử mấy cái chế độ khác này nữa rồi. Đây mấy cái chế độ này này. Đấy, tất cả những chế độ trong này luôn. Thì em chỉ thấy mỗi cái chỗ panorama ấy, là cái cam số 3 ấy, có tác dụng. Thì tại vì em cũng không phải là cái dân mà am hiểu về nhiếp ảnh chuyên nghiệp thì em cũng không rõ được tại sao LG lại làm như vậy. Nhưng mà em thấy là nếu như mà làm như này ở mỗi cái chế độ panorama mà mới cần cái cam số 3 này ấy, thì LG cũng chẳng cần phải làm gì cho khổ. Tại vì thực ra là cái chế độ panorama này em thấy ít người dùng lắm, em thấy gần như chẳng ai dùng ấy. Bằng chứng là anh em LG mình chẳng ai khoe cái cam panorama này cả, cho nên là đấy không biết cái máy mỹ như thế nào nhá. Tại vì cái bản 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 G8 này này thì nó cũng có 3 camera đấy, còn cái bản mỹ ấy, thì nó chỉ có 2 camera thôi. Thì anh em bản mỹ thử test cái chế độ panorama xem thế nào. Em nghĩ là ở chế độ panorama ấy, thì cái bản mỹ nó vẫn dùng cái cam số 1 này thôi thì nó vẫn ngon, chẳng vấn đề gì cả. Đấy, có thể góc nó hơi xa hơn một tí nhưng mà em thấy nó vẫn bình thường. Đấy, thì nó chỉ có khác biệt ở mỗi chỗ cái chế độ panorama đấy nhá. Đấy, em chưa rõ cái ý đồ của LG là như nào, thì bác nào mà rõ cái ý đồ của LG như nào ấy, thì các bác comment phía dưới cho em xem nhé. Rồi, ok, chào các bác.